Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Con thứ 100 thành công. Cậu tặc mau tới đây. Ơi, thiên phú đặc biệt, thiên phú đặc biệt danh của thiên thiên cũng quá là mẹ nó thiếu thẩm mỹ đi. Đường đường là tông chủ lại thành cẩu tặc. Bên này đã được 200 con rồi, đủ dùng hay chưa? Quá, hiệu suất quái quái này hoàn toàn là bị làng nghiền ép rồi. Đã số lượng không được, vậy chỉ còn cách nào bù về chất lượng? Ta có thể cảm nhận được mấy con mạnh nhất là lén lút bỏ chạy. Hắn là lang vương và đám đàn em thân tín nề. Hôm nay các người chạy không thoát đâu. Là con chó nào nói, hai tên nhân loại này chỉ là đôi tình yêu đẹp đẽ vào rừng trải nghiệm, dễ dàng ăn tươi nuốt sống. Anh rể, em cũng không ngờ bọn họ lại biến thái như vậy. Ơi, nhanh lên, toàn lực chạy về thánh địa, chỉ có nơi đó mới có thể giữ được một mạng. Rõ. Mấu lẩu. Ây, làm sao lại sợ đến nỗi, đến tiếng mẹ đẻ cũng không sói nữa rồi, thật là mất mặt. Xin lỗi. Chú ca thủ ngũ phẩm, tinh anh cụ trong phong lang khá là mất công nên gây ra động tĩnh hơi bị lớn. Các ngươi tiếp tục chạy đi, đừng để ý đến ta. Ta vẫn còn sức để đuổi kịp mà. Phong đạn. Ai ơi, đánh nhầm người nhà rồi. Mặc dù tăng lực và tăng tốc trì phù do chính tay ta luyện chế chỉ có hiệu suất bằng một nửa hàng chính hãng hệ thống, nhưng được cái thời gian duy trì tận một canh giờ nha. Lang vương đúng không? Thương lượng chút nhé. Ngươi thuần phục bổn tọa. Đổi lại, bổn tọa tha cho đám đệ tử của các ngươi. Cứ từ từ cân nhắc, ta biết ngươi sẽ hiểu được nhân loại nha. Quả nhiên, cao cửu phẩm hung thú có kiêu ngạo của riêng mình, sẽ không dễ dàng bị khuất phục như vậy. Xem ra phải áp chế bằng thực lực tuyệt đối. Để ngươi biết. Ơi, để bọn tọa bổ túc cho ngươi một tiết học vật lý cơ bản. Trạng thái chân không là không có gió. Khai sơn trưởng bán tự chế. Khai sơn Phật trưởng. Uy lực được của nó đúng không? Tiếp theo là tốc độ. Cảm nhận cái gọi là bị một người bao vây đi. Nhớ hồi đầu, một con hỏa long thú cao ngũ phẩm còn khiến ta phải dùng lan thụ chi đao. Giờ ta đã có thể tay không đánh được cao cửu phẩm rồi, đồng giai ta vô địch.
bị đánh thành ra thế này rồi vẫn không chịu quy phục hay sao? Ơi, cường độ linh hồn hiện giờ của ta vẫn chưa chịu nổi cưỡng chế ký ức cao uy hiếp không được. Chẳng sẽ phải thay đổi mê hoặc. Tiểu vương à, thực lực của ta ngươi cũng thấy rồi. Đi với ca, về sau đảm bảo ăn no mặc sướng. Là bên phía của Thiên Thiên, lẽ nào gặp phải nguy hiểm gì rồi? Thiên Thiên sẽ không vô cớ ngược đãi chó sói, nhưng âm thanh này lại thảm thiết như vậy. Chắc chắn là gặp phải kẻ địch khó đối phó rồi. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện nhé. Băng lăng tỏa. Nhanh quá. Nhưng súc sinh vẫn là súc sinh. Thật giả không phân rõ. Sức phòng ngự mạnh ghê. Người mẹ nó. Dám động vào người của ta. Ông lỗi nhà người. Ông đây là đến ăn búp phê. Nghiệt xúc này sao còn biết nói tiếng người. Người mới là nghiệt xúc. Cả nhà người là nghiệt xúc. Lần lượt trái qua phải, tiểu long hóa hình, lan thu chi đao vỗ mồm, yến sau ngưng master bone. Ơi, nhiều át chủ bài quá cũng không tốt nha. Yên tâm đi khỉ, mạng của người phụ thuộc vào bộ môn bốc quẻ này đâu. Cả nhà ngươi mới là khỉ. Tới ra rồi. Là cái này hả? Cũng được. Ít ra thì hình thức cũng không tệ. Quả nhiên. Nhị gia không có lừa ta. Ta là Yểm Nguyệt. Yểm Nguyệt là ta. Đây là chiêu thức mà nhị gia chỉ đồng ý dạy khi ta trở thành võ tông. Lần đầu tiên ở trong thực chiến, cùng thanh long yểm nguyệt đao, nhất đao hợp nhất, còn có chút chưa thuần phục. Cho lên bổn tọa xin lỗi trước. Rất có thể sẽ lỡ tay, làm ngươi thành khỉ cụt tay hay là cụt chân. Thế nào cảm thấy bị uy hiếp? Muốn xài đạn chiêu hay sao? Muốn xài đại chiêu hay sao?
Đi chơi đi. Khí thế cũng không tệ. Đáng tiếc. Bổn tọa là Kim Khắc Mộc. Quên nương tay rồi. Sớm biết có thể dùng cách này để thu phục lang tộc các người, bản tọa đã không phí công diễn kịch thân thiện. Vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy phải biết làm sao. Ốc, ở đây là nói đến đánh bại con khỉ khiến cho đàn sói kính phục. Mà thôi, chuyện này thu hoạch tương đối là khá, có thể về được rồi. Chú ý, mời các vị du khách lựa chọn Bất Hủ Tông tour hướng dẫn theo ta. Nhân số đông đảo, vì tránh những phiền toái không cần thiết, chúng ta ngày ngủ đêm bay, tranh thủ lên đường. Hãy tin ta, gia nhập Bất Hủ Tông chính là quyết định sáng suốt nhất của lang tộc các người. Tiếc là con khỉ này quá to, không thể nào nhét vừa nhẫn không gian. Mà thịt cũng rất cứng, cắt không nổi. Lãng phí. Nhân loại rốt cuộc chỉ là nhân loại, có chút sức mạnh là bắt đầu tự đại. Còn không biết đi dò xét xem là thật hay giả. Bất Hủ Tông đúng không? Chúng ta còn chưa xong đâu. Cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng này. Ngày nào cũng thịt, đến nỗi ngủ cũng nằm mơ, thấy ác mộng về thịt, thiếu vitamin C trầm trọng. Chỉ cần rời khỏi ánh mắt của đám mạo hiểm giả này là chúng ta có thể cưỡi tiểu băng về tông môn rồi. Nói đến mạo hiểm giả, ta không cảm thấy nối ra này hơi quá yên tĩnh rồi thì phải. Hơi bắt được rồi. Gần đây dư luận không ngừng sôi sục vì biểu hiện của các người ở trong khu cấm, cho nên ta đã đặc biệt chuẩn bị cấm này. Một khi rơi vào, không một ai có thể vận dụng linh lực trừ khi ta cho phép. Cao thủ thì cao thủ, không có kinh nghiệm giang hồ thì cũng vứt. Kẻ dám đắc tội với huyết nang chúng ta chỉ có một kết cục, chết. Giờ các người đã như cá lòng trên thớt. Giao tất cả chiến lợi phẩm ra đây, ta sẽ cho các ngươi chết được toàn thây. Hừm. Thiên, cẩn thận bậc thang. Cái quái. Rõ ràng lúc giao tiền mua cấm linh trận này, tên bán hàng còn giới thiệu trận thạch này có thể khống chế được võ vương ít nhất là 3 khắc mà. Đâu, đưa ta xem nào. Trận pháp lòng lẻo, linh lăng tán loạn. Này cùng nắm chỉ có thể khống chế được võ tông đỉnh phong chốc nát, ngươi bị lừa rồi. Cái dìu này xem ra cũng là hàng vỉa hè nha. Thực lực cao thì đã làm sao, chúng ta có hơn 500 huynh đệ. Ta không tin, không thả diều chết được người. Thả diều, cấu rỉa đánh từ xa. Bạn vào chơi game nhập vai chắc biết thuật ngữ này. Ơi, 500 vị sơn tặc mới thù, mới nhú. Có tin ta thổi một cái, các ngươi nên đi gặp tổ tiên, thực hiện nghĩa vụ báo hiếu hết hay không? Thùng rỗng kêu to, các huynh đệ cùng nhau lên. Chỉ là chút gió, cẩn thận hai đứa chúng ta thừa cơ chạy trốn.
cụ phong nàng. Ây, khách khí quá, đến du lịch cái thôi mà còn được dân bản địa tặng quà thế này. Ngài đừng nói vậy, huyết nang bang thế nhưng là nổi tiếng là hiếu khách nha. Quân tông chủ đi thong thả. Được, tiếp tục tích góp nha, một thời gian sau ta lại đến thăm. Có rảnh lại tới chơi. Ấu, thằng ngu này, lại cái rắm, mới một lần đã chỉ còn một cái lịt rồi. Tương ca, bất hủ tông thật đúng là không tầm thường. Chúng ta mới đến được vài ngày mà đã thấy quá nhiều thứ, có thể xưng là thần tích. Lần này chúng ta ôm đùi lớn rồi, vì vậy càng cần phải đề cao cảnh giác. Tông môn thần kỳ như vậy, rất dễ bị người ngoài nhòm ngó. Tập hợp mọi người, có rất đông hung thú đang xông về phía này. Tương ca, sao hung thú lại xuất hiện ở đây được? Cái mũi của ta đã bao giờ sai hay sao? Mũi lồng như vậy, rõ ràng hoàn toàn là hung thú cao cấp. Khiếu giác không tệ nha. Chuông tường. Các đệ tử bổn tọa về rồi đây. Tông chủ, đây là cụ phong nàng, mà tất cả còn đều là cao thủ ngũ phẩm trở lên. Ơi, tông chủ đây là muốn tặng thú cưỡi cho chúng ta. Vậy cũng phải xem các ngươi có bản lĩnh hay không. Nếu ngay đến cả thú cưỡi của mình còn đánh không lại, vậy thì đừng mơ. Vừa về liền tới truyền tin, xảy ra chuyện gì mà Tế Vũ Đường lại vội vã như vậy? Thanh Dương, người thu xếp cho đàn cụ phong nang này đến khu vực linh khí khôi phục lại phía sau núi. Chuông Tường, người chọn một thất nang cùng đi theo ta. Thiên Thiên, phiền người đi giúp các đệ tử giao kết với cụ phong nàng. Tất cả chú ý làm việc nhanh gọn, bởi tiếp theo đây bất hủ tông sẽ phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay.